Theo hãng tin Reuters, ngày 12 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố không quân nước này đã tấn công hai cơ sở quân sự của lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran và các nhóm vũ trang liên quan tại Syria. Hai mục tiêu tấn công là cơ sở huấn luyện gần thành phố Abu Kaman và một nhà trú ẩn gần thành phố Mayadin. Cả hai cuộc tấn công đều do đích thân Tổng thống Joe Biden ra lệnh. Trong khi đó, các nguồn tin địa phương khẳng định quân đội Mỹ đã nhắm vào một điểm đóng quân của các lực lượng vũ trang thân Iran ở phía tây Abu Kaman. Cuộc tấn công còn lại hướng đến khu vực gần cây cầu sát thành phố Mayadin, gần biên giới Iraq và các thành trì của lực lượng thân Iran. Động thái quân sự ngày 12 tháng 11 đánh dấu lần thứ 3 trong chưa đầy 20 ngày qua Washington đánh vào các hạ tầng quân sự bị cho là tham gia các cuộc tấn công binh sĩ Mỹ ở Syria và Iraq. Hai cuộc tấn công trước diễn ra ngày 26 tháng 10 và ngày 8 tháng 11. Iran và các lực lượng ủng hộ khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Do đó, các lực lượng này đã tấn công Mỹ và các đồng minh ít nhất 40 lần trong vài tuần qua. Sự việc dấy lên lo ngại cuộc xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, biến binh sĩ Mỹ trong các căn cứ đơn độc thành con mồi lý tưởng.